tiết mục Múa Khèn vừa rồi của các nghệ nhân đến từ xã Niêm Sơn. Liên tiếp chương trình, xin mời quý vị cùng đến với tiết mục Múa Khèn Vui Được Mùa do các nghệ nhân Sùng Trúng Vừ, Sùng Xúa Say đến từ xã Niêm Tòng biểu diễn. Ăn búa ăn
Vâng, xin được cảm ơn tiết mục múa khèn vừa rồi của các nghệ nhân đến từ xã Niêm Tòng. Liên tiếp chương trình, xin mời quý vị cùng đến với tiết mục múa nón của các nghệ nhân đến từ xã Tát Ngà.
Là trong buổi tối ngày hôm nay, ban tổ chức chương trình rất mong sẽ nhận được những tiết mục đăng ký giao lưu của quý vị khán giả để góp cho chương trình thêm sôi động hơn. Vâng, và liên tiếp chương trình, xin mời quý vị cùng đến với tiết mục Hát Phương với tựa đề Bảo vệ Tổ quốc do các nghệ nhân đến từ xã Liêm Sơn biểu diễn. Xin được cảm ơn nghệ nhân đến từ xã Liêm Sơn.
Liên tiếp chương trình, xin mời quý vị cùng đến với tiết mục Múa Nhảy Lửa do các nghệ nhân đến từ xã Xín Cái biểu diễn. Ra về thật thà vậy nè. Cô đang quay. Thank you.
lụa, tiết mục nhảy lửa vừa rồi của các nghệ nhân đến từ xã Xín Cái. Liên tiếp chương trình, xin mời quý vị cùng đến với tiết mục múa khèn đôi do các nghệ nhân đến từ xã Cái Chu Bình biểu diễn. Nhân. Liên tiếp chương trình xin mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục hát đối của các nghệ nhân đến từ xã Bài Lùng. Oh,
Vâng, xin được cảm ơn tiết mục vừa rồi. Liên tiếp chương trình, xin mời quý vị cùng đến với tiết mục Hát Vươn Tình Yêu Đôi Lứa do nghệ nhân Lò Văn Tiên và Lù Thị Tối đến từ xã Tát Ngà biểu diễn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mi nê ca hù dòng nê mơ lai cô nê cây đi hà lô hù ta nê à bây tạp nơi ra lô hồng nê đức lơi nàng à lô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.